about it, you bite and listen to me. We are fucking high, we are fucking high, we are fucking high. Melody is out from Club to the Monkey DJ, we love. Yeah, enjoy! Super Sugi for you. Anh đưa về nhà, anh cho ngọc ngà rực. Em xa cách. Let me hear you! Alright.
out of control. We roll, and nothing gonna ever stop the party. You know, we go, we feel. You know, we go, we feel. Rolling in the bed. Ladies and gentlemen, we got the new remix song for you. And this song for real loves. Let the music blow your mind. Listen. Tôi không tin nơi tôi. Có em rồi phải xa anh suốt đời. Nắng ấm nơi nhìn xa thật xa. Cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình anh. Dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi này thôi. Không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn. Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy anh không. Let me hear you. Khi chúng ta nhìn nhau biết đâu giờ sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho những anh thì sao nơi như gió mơ hồ. We'll sing this all together. Come on guys. Người tình yêu tình bé. Lớn hơn nào anh em ơi. All right, lên 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 luôn. Tonight we are the crazy people. Get more, you're fucking crazy with me. Crazy people. We are the crazy people.
Come on, everybody, let's get ready for Gatsu Demon Kid DJ once again. We are the crazy kids. We are the crazy people. Mình yêu
should free your mind, prepare in your heart. Drop the demon key DJ, drop the beat right now. Ladies and gentlemen, Zitzy Fancy in the house music. For you and for me. Shout out with me. Let me know, are you ready? Together, come on. Happy birthday to you. Raise your voice. Happy birthday to you. One last time with me. Happy birthday to you. Okay, okay. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh cho những vị khách đặc biệt có cùng ngày sinh nhật tại Nhi Hoàng Long Club trong buổi tối ngày hôm nay. Hân hoan chào đón và chúc mừng cho sinh nhật của Miss Thu Thảo. Chào đón và chúc mừng cho sinh nhật của Miss Sam Sam. Thay mặt cho đại gia đình xin được chúc cho Thảo, chúc cho Sam có một bữa tiệc sinh nhật ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc. Bước sang tuổi mới, chúc cho Thảo, chúc cho Sam luôn luôn may mắn, luôn luôn thành công, luôn luôn xinh đẹp nha. Happy birthday to you. Sing with me once again, everybody! I hope
đứng hết lên nhảy đi. Ok, hello everybody. Xin được hân hạnh chào đón tất cả các bạn đã có mặt tại sự kiện âm nhạc diễn ra thứ 6 hàng tuần tại Ninh Hòa Long Club. Trước tiên bao giờ cũng vậy, tôi xin được chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thứ 6 thật nhiều những khoảnh khắc tháng hoa tuyệt vời bên cạnh gia đình và người thân của mình nhé. Thank you for staying here tonight, thank you. Các bạn thân mến, hai ngày cuối tuần sắp tới của chúng ta sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều với sự góp mặt của hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Đêm mai, ngay tại đây chúng ta sẽ cùng nhau chào đón DJ Kakao, và đêm chủ nhật tiếp theo với sự xuất hiện của DJ Huyền Black, hứa hẹn sẽ là hai bữa tiệc âm nhạc vô cùng hấp dẫn để khởi động cho tháng 8 sôi động tại New Hòa Long Club. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Một tràng vào tay thật lớn được không ạ? Thank you, thank you. Và quay trở lại với chương trình đêm nay, ngay lúc này hãy sẵn sàng để gặp gỡ và giao lưu. Ngay lúc này hãy sẵn sàng để lắng nghe những ca khúc vô cùng tuyệt vời. Và ngay lúc này một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của New Orleans. Ladies and gentlemen, give it up for singer Phương Trinh Jolie. Phương Trinh xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị và các bạn tại Ninh Hòa Long Club ngày hôm nay ạ. Chúc mừng mọi người giáng lâm buổi tối ở vui vẻ tại Ninh Hòa Long Club cùng với Phương Trinh. Hey, cái song đầu tiên được mang tên Cứ Thế Mong Chờ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. We'll be right back.
cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn hai dancer rất là sexy mà Neo Hạ Long Club đã cho Trinh nhảy cùng với hai bạn ngày hôm nay. Chết rồi, mất tiền có đề bông rồi. Ok. Mọi người ơi, hôm nay Trinh rất là lo tại vì lần đầu tiên hát tại Hạ Long mà mưa bão, nhưng mà vui quá. Tại vì mặc dù ngoài mưa bão mà trong đây vui dã man luôn. Các anh em ở Hạ Long ơi, người ta nói là trước lạ sau quen, nên là cho phép Trinh cụm ly với mọi người một cái để làm quen được không ạ? Cho em xin một cái ly rượu nhỏ nhỏ nha. À, dạ, em xin phép. Cảm ơn. Em xin chào mọi người, chào các anh, các chị và các bạn. Cho phép em sẽ được mời tất cả mọi người một ly 100% nha. Ok, mời mọi người nâng ly lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uống. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cạn ly. Bây giờ cho phép Trinh hát một bài quen quen và hy vọng là mọi người hát theo Trinh nha. Xin mời mọi người đến với một ca khúc Bolero Remix. Đó là ca khúc được mang tên Túp Lều Lý Tưởng. Nếu mà ai thuộc thì hát cùng với Trinh nha. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước bao nhiêu. Tình lòng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một lúc lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với lúc lều tranh. Rồi mình đi kiếm nước xanh một chiếc lá mây. Rồi mình đi kiếm chút phù hết xung quanh. Ngày vườn hoa cúc hoa mai nào khác chiến tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ hằng. Tình mình không chắc nên mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã trong cuộc sống như tiền. Tình nhà hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút lời tình. Tình mình đẹp mãi có em. Đời mình đẹp mãi vẫn. Cuộc tình được kết hợp ở trong Neo Hạ Long Club và sẽ có những túp lều lý tưởng được hình thành tại nơi đây. Ai mà tình trong như đã mặt ngoài còn e thì tới với nhau luôn nha, nha mấy bạn nha. Bây giờ hát bài quen hay là bài mới ta? Cả nhà ơi, bài quen đi ha, để mọi người hát cùng với Trinh nữa. Mọi người có biết cái bài mà bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?
Ngày tháng xa vời đi, đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô. Bài gì ạ? Ai biết bài gì không ạ? Dạ. À đúng rồi, Dòng Thời Gian. Phương Trinh xin phép mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dòng Thời Gian Remix, hát cùng với Trinh nha. Thank you. Mọi người ơi, chuẩn bị hát cùng với nhau nha.
lại cái thời còn đi học quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mọi người ơi, nãy giờ mình hát bài quen cũng nhiều rồi ha. Bây giờ cho Trinh tặng mọi người một bài mới đi. Tại vì bài này là Trinh mới vừa phát hành cách đây khoảng 3 tháng thôi. Nên là mọi người nghe thử đi, giống như mình ăn đồ ăn quen rồi. Bây giờ mình ăn thử món mới coi như thế nào được không ạ? Dạ, cảm ơn người nhiều lắm. Ca khúc này thì nó rất là thích hợp với lại cảnh biển, đi du lịch. Và nhất là ở Hạ Long là rất là thích hợp luôn. Ca khúc được mang tên Yêu Đi Hai. Xin mời các nhà cùng lắng nghe. Yêu đôi nhân tình, chẳng nhớ nói đã bao lâu rồi bước cô đơn hoài lặng thinh. Câu cắm cuối tivi rồi smartphone luôn luôn bên mình. Rồi tôi cảm thấy ok vì bạn bè đây đưa muốn quên một ai, muốn yêu một ai. Rồi lúc xa rời nhau nói đâu khó vội vàng. Chẳng sao em sợ khi đứng nhỏ rất là phiền. Bao vui đâu tình yêu trai gái, thì chúc mọi người sẽ có được một tình yêu hạnh phúc. Bây giờ thì người ta thường nói là yêu nhau mà không biết là yêu bao lâu. Mọi người có biết tình yêu kéo dài bao lâu không ạ? Bao nhiêu năm? Khó nói đúng không? Nhưng mà Trinh hy vọng là ở đây sẽ có một tình yêu dài tới 60 năm. Và bây giờ sẽ là một ca khúc Happy Ending, là một cái kết thúc rất là hạnh phúc với ca khúc được mang tên là 60 năm cuộc đời remix. Hy vọng là mọi người hát cùng với Trinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều lắm. Và hy vọng là Trinh sẽ có một dịp gần nhất để đến được Hạ Long, Neo Hạ Long Club để cùng quẩy với mọi người giống như ngày hôm nay. Hôm nay thì Trinh thấy có một vài bạn có cái bánh sinh nhật, nên là Trinh thay mặt cho Neo Hạ Long Club xin được chúc cho những ai có ngày sinh nhật trong ngày hôm nay một buổi tối thật là vui, thật là hạnh phúc và bay cao bay xa, nhưng mà nhớ đáp an toàn nha. Ok, chúc mọi người thật là vui. Okay. I love you. Ok Trinh ơi, thay mặt cho hội đồng quản trị và con Neo Hạ Long Club gửi tặng một bó hoa tươi thắm và thay mặt cho khán giả Neo Hạ Long gửi lời yêu thương em và cảm ơn em. Và mọi người ơi, mọi người có thấy Trinh nhiệt tình không ạ? Ok, mọi người có yêu thương Trinh không ạ? Vậy thì mọi người chúng ta có thể nói cho Trinh biết là mọi người có muốn Trinh hát thêm một bài nữa không ạ? Anh biết gài ha. Nhưng mà em không biết là mọi người ở đây có muốn nghe nhạc của em hát nữa không, hay là muốn nhạc sung hơn? Sung hơn đúng không? Sung hơn đúng không? Vậy giờ mọi người muốn DJ hay là muốn Trinh hát? Trinh hỏi thiệt nha. Muốn DJ hay là muốn Trinh hát? Mọi người nói là muốn nhạc sung hơn rồi, nơi cho DJ lên lên ngôi nha. Yes. Dạ, em thấy cũng khuya rồi. Nên chúc cho mọi người sẽ chơi thật là vui tại Neo Hạ Long Club ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Để đáp lại tình cảm của Phương Trinh, chúng ta có thể vừa vỗ tay động viên cho Phương Trinh vừa hát theo được không ạ? Ok không? Ok, cảm ơn.